Phẩm 2. Thọ Lượng Thế Tôn. Trong thành Duyên Xá có vị Bồ Tát tên Diệu Tràng, đã ở nơi quá khứ vô lượng chư Phật phụng sự, hiến cúng, trồng các thiện căn. Bây giờ Bồ Tát Diệu Tràng một mình ở chỗ thanh vắng, nghĩ rằng vì lý do nào mà Đức Thích Ca Thế Tôn thọ lượng ngắn ngủi chỉ 80 năm. Lại nghĩ, như Đức Thế Tôn dạy, có hai lý do được thọ lượng lâu dài. Hai lý do ấy là gì? Một là không hại sinh mạng, hai là hiến cho ẩm thực. Mà Đức Thích Ca Thế Tôn thì đã vô số đại kiếp không hại sinh mạng, làm 10 thiện nghiệp, lại thường đem ẩm thực hiến cho chúng sinh đói khát, thậm chí máu thịt xương tủy của mình cũng đem mà cho, huống chi ẩm thực. Khi Bồ Tát Diệu Tràng nghĩ về Đức Thế Tôn như vậy, thì do quy lực của Ngài, phòng ông bỗng nhiên rộng lớn, đẹp và sạch, với những thứ ngọc đế thanh, lưu ly màu sắc, xen nhau mà trang hoàng, in như tịnh độ của chư Phật, có hơi thơm tuyệt diệu, quả hương hương liệu chư thiên, thơm tho khắp cả. Bốn phía phòng ấy có bốn bảo tòa sư tử, thường hạng và tinh hảo, được tạo thành bởi bốn loại ngọc. Ở trên bảo tòa trải giải quý của chư thiên. Bốn bảo tòa đều xuất hiện hoa sen tuyệt diệu, trang sức bằng những thứ ngọc quý tầm cỡ tương xứng với các Đức Thế Tôn. Trên bốn hoa sen có bốn Đức Thế Tôn, Bất Động Thế Tôn ở phương Đông, Bảo Tướng Thế Tôn ở phương Nam, Vô Lượng Thọ Thế Tôn ở phương Tây, Thiên Cổ Âm Thế Tôn ở phương Bắc. Mỗi Đức Thế Tôn cùng ngồi xếp bằng trên một bảo tòa, phóng ánh sáng lớn chiếu rực cả thành Duyên Xá. Cả đại thiên thế giới, cả mười phương hằng xa cõi Phật, thiên hoa mưa xuống, thiên nhạc tấu lên. Bấy giờ trong Thiềm Bộ Châu và đại thiên thế giới, bao nhiêu chúng sinh đều nhờ quy lực của chư vị Thế Tôn mà hưởng được cái vui siêu việt tinh tế, không thiếu gì cả. Ai cơ thể bất toàn thì toàn hảo, ai mù thì thấy được, ai biết thì nghe được, ai ngọng thì nói được, ai ngu thì khôn, ai điên thì tỉnh, ai rách rưới thì được y phục, ai bị khinh ghét thì được kính trọng, ai dơ bẩn thì được thanh khiết. Thế giới này bao chuyện hiếm có đều diễn ra. Bây giờ Bồ Tát Diệu Tràng thấy bốn Đức Thế Tôn và bao điều hiếm có thì vui mừng hết sức, chắp tay nhất tâm chiêm ngưỡng tướng hảo thù thắng của các ngài. Bồ Tát lại nghĩ đến công đức vô lượng của Đức Thích Ca Thế Tôn, chỉ hoài nghi về vô lượng thọ của ngài, rằng tại sao Thế Tôn công đức vô lượng mà thọ lượng ngắn ngủi chỉ có 8 thập kỷ. Lúc ấy bốn Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Diệu Tràng: Thiện nam tử, ông không nên nghĩ Thích Ca Như Lai thọ lượng dài ngắn. Tại sao? Vì thiện nam tử, chư Như Lai không thấy chư thiên, nhân loại, vạn dương, ma dương, sa môn, bà la môn, tất cả nhân loại và phi nhân loại, có ai tính mà biết được giới hạn thọ lượng của Đức Thích Ca Như Lai, trừ ra các bậc vô thượng biến giác. Bốn Đức Thế Tôn muốn nói thọ lượng của Đức Thích Ca Thế Tôn, do quy lực của các ngài, chư thiên cõi dục và cõi sắc, 8 bộ long thần, vô số Bồ Tát cùng đến dân tập trong cái phòng tuyệt diệu của Bồ Tát Diệu Tràng. Đối với đại hội như vậy, bốn Đức Thế Tôn muốn hiển thị thọ lượng của Đức Thích Ca Thế Tôn, nên nói những lời chỉnh cú sau đây. Biết được số giọt, nước các biển cả, mà không thể biết thọ lượng Thích Tôn. Nghiền núi Tu Di thành những hạt cải, số hạt cải ấy có thể biết được, mà không biết được thọ lượng Thích Tôn. Có thể biết được số bụi đại địa, không thể đếm biết thọ lượng Thích Tôn. Lường tính không gian, biết được biên tế, mà không lường nổi thọ lượng Thích Tôn. Nếu ai sống đến 1000000 đời kiếp, tận lực thường xuyên, dùng toán mà tính cũng không biết được thọ lượng Thích Tôn. Không hại sinh mạng, hiến cho ẩm thực, chính do hai loại diệu nhân như vậy làm cho đạt được thọ lượng lâu dài. Do đó thọ lượng của bậc đại giác khó có người nào biết được số lượng, tựa như thì gian vô cùng vô tận, thọ lượng Thích Tôn cũng y như thế. Diệu Tràng nên biết, không nên hoài nghi, thọ lượng các đấng siêu việt bậc nhất không một người nào biết được số lượng. Lúc ấy Bồ Tát Diệu Tràng nghe bốn Đức Thế Tôn nói thọ lượng bất tận của Đức Thích Ca Thế Tôn thì tác bạch như vậy: Kính bạch chư vị Thế Tôn, tại sao Đức Thích Ca Thế Tôn thị hiện thọ lượng ngắn ngủi? Bốn Đức Thế Tôn dạy Bồ Tát Diệu Tràng: Thiện nam tử, khi Đức Thích Ca Thế Tôn xuất hiện trong giai đoạn đủ cả 5 thứ dơ bẩn thì thọ lượng nhân loại chỉ trên dưới 10 kỷ.
bẩm tính thấp hèn, thiện căn kém mỏng, không tin hiểu gì. Nhưng loại như vậy đa số quan niệm bản ngã, quan niệm sinh thể, quan niệm linh hồn, quan niệm tồn tại. Những quan niệm bồi dưỡng, quan niệm sai lầm, quan niệm bản ngã và sở hữu của bản ngã, quan niệm vĩnh hằng, quan niệm hư vô. Để lợi ích cho những kẻ dị sinh và dị giáo như vậy, làm cho họ phát sinh lý giải chính xác, mau chóng đạt đến tuệ giác tối thượng. Nên Đức Thích Ca Như Lai thì hiện thọ lượng ngắn ngủi. Thiện nam tử, Đức Thích Ca Như Lai muốn làm cho chúng sinh thấy Ngài Niết Bàn để sinh ý tưởng khó gặp, ý tưởng lo lắng đối với kinh pháp Ngài nói. Họ lo cấp tốc tiếp nhận, ghi nhớ, cứu xét, tụng thuộc cho thông suốt, đem nói cho người, không hề khinh thường. Vì muốn như vậy mà Đức Thích Ca Như Lai thì hiện thọ lượng ngắn ngủi. Lý do ở đây là chúng sinh như đã nói ở trước, nếu thấy Đức Thích Ca Như Lai không nhập Niết Bàn thì không có ý tưởng kính trọng, khó gặp. Đối với kinh pháp sâu xa mà Ngài tuyên thuyết cũng không lo tiếp nhận, ghi nhớ, cứu xét, tụng thuộc cho thông suốt và đem nói cho người. Tại sao như vậy? Vì thường xuyên thấy Phật thì không kính trọng nữa. Thiện nam tử, ví như có kẻ thấy cha mẹ mình có lắm của cải vàng ngọc thì đối với tài sản ấy, người con không sinh ý tưởng hiếm có, khó gặp. Tại sao? Vì đối với cha mẹ và tài sản của cha mẹ, người con có ý tưởng còn mãi. Thiện nam tử, chúng sinh kia cũng vậy. Nếu thấy Đức Thích Ca Như Lai không nhập Niết Bàn thì không sinh ý tưởng hiếm có, khó gặp. Lý do là vì thường thấy. Thiện nam tử, ví như có kẻ cha mẹ nghèo nàn, thiếu thốn tài sản, người con nghèo, thiếu, đến cung vua chúa hay đến dinh đại thần, thấy tài sản tràn đầy thì sinh ý tưởng hiếm có, khó gặp. Người con này muốn có tài sản nên làm lụng đủ cách, siêng năng không nhát. Lý do là để hết nghèo nàn, hưởng an lạc. Thiện nam tử, chúng sinh kia cũng vậy. Nếu thấy Đức Thích Ca Như Lai nhập vào Niết Bàn mới có ý tưởng khó gặp, ý tưởng lo lắng. Họ nghĩ vô số kiếp Phật mới xuất hiện như Hoa Ô Đàm, lâu lắm mới có một lần. Nghĩ vậy nên họ có ý tưởng hiếm có, ý tưởng khó gặp. Và gặp Phật thì tôn kính, tin tưởng, nghe Ngài thuyết pháp thì có ý tưởng nói thật, bao nhiêu kinh pháp đều tiếp nhận, ghi nhớ, chứ không khinh thường. Thiện nam tử, vì lý do đã nói trên đây mà Đức Thích Ca Như Lai không ở đời lâu dài, Niết Bàn mau chóng. Thiện nam tử, như thế đó, chứ vì Như Lai áp dụng phương tiện khéo léo mà tác thành chúng sinh. Nói như vậy rồi, bốn Đức Thế Tôn bỗng nhiên ẩn mất. Bây giờ Bồ Tát Diệu Tràng cùng với vô lượng Bồ Tát và vô số chúng sinh cùng nhau đi đến trên đỉnh Thứ Phong, chỗ Đức Thích Ca Thế Tôn đảnh lễ ngang chân Ngài, rồi đứng qua một bên. Bồ Tát Diệu Tràng đem sự thể trên đây trình bạch đầy đủ với Đức Thế Tôn. Lúc ấy, bốn Đức Thế Tôn cũng đã đến Thứ Phong, chỗ Đức Thích Ca Thế Tôn. Tùy phương hướng của mình, các ngài đến bảo tọa mà ngồi, rồi bảo vị Bồ Tát thị giả rằng: Thiện nam tử, ông hãy đến chỗ Đức Thích Ca Như Lai, thay lời Như Lai mà vấn an Ngài, rằng Ngài ít bệnh ít phiền, cử động linh hoạt, sống yên vui chăng? Ông lại tác bạch như vậy: Lành thay Đức Thế Tôn, xin Ngài nay có thể tuyên thuyết kinh Ánh Sáng Hoàng Kim, pháp yếu cực sâu, để lợi ích chúng sinh, loại bỏ đói khát, làm cho yên vui. Đức Thế Tôn của con xin tùy hỷ việc này. Các vị thị giả cùng đến chỗ Đức Thích Ca Thế Tôn, đảnh lễ hai chân của Ngài, rồi đứng qua một bên, cùng tác bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thầy Trời người của chúng con vấn an vô lượng, rằng Ngài ít bệnh ít phiền, cử động linh hoạt, sống yên vui chăng? Các vị thị giả lại tác bạch như vậy: Lành thay Đức Thế Tôn, xin Ngài nay có thể tuyên thuyết kinh Ánh Sáng Hoàng Kim, pháp yếu cực sâu, để lợi ích chúng sinh, loại bỏ đói khát, làm cho yên vui. Đức Thầy Trời người của chúng con xin tùy hỷ việc này. Bây giờ Đức Thích Ca Thế Tôn, bậc Như Lai, bậc Ưng Cúng, bậc Chánh Đẳng Giác, đối với các vị Bồ Tát thị giả rằng: Lành thay, bổn Đức Như Lai muốn làm cho chúng sinh lợi ích yên vui mà khuyến cáo Như Lai tuyên dương pháp yếu. Ngài nói mấy lời chỉnh cú sau đây: Như Lai thường trú trên đỉnh Thú Phong, tuyên thuyết kinh bảo Ánh Sáng Hoàng Kim, nhân vì tác thành cho bao chúng sinh, Như Lai thị hiện nhập vào Niết Bàn. Chúng sinh phàm phu quan niệm lầm lẫn nên không tin được lời Như Lai nói, chính vì tác thành chúng sinh như vậy, Như Lai thị hiện nhập vào Niết Bàn.
Bây giờ trong đại hội có một vị Bà La Môn họ Kiều Trần Như, tên Pháp Sư Thọ Ký, cùng vô số Bà La Môn hiến cúng Đức Thế Tôn rồi. Nghe Ngài nói nhập vào Niết Bàn thì nước mắt nước mũi xen nhau chảy ra, bước tới lại chân Ngài thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu thật Đức Thế Tôn có lòng đại từ bi đối với chúng sanh, thương xót ích lợi, làm cho yên vui, hình như cha mẹ không ai sánh bằng. Ngài làm chỗ nương tựa cho cả thế giới, hình như dần thế âm tròn đầy, Ngài soi sáng bằng tuệ giác lớn lao, hình như dần thế dương mới mọc. Ngài nhìn khắp cả, thương tưởng đồng đều, coi ai cũng như tôn giả La Hầu La. Thì cũng xin Ngài ban cho con một điều ước nguyện. Nghe thưa như vậy, Đức Thế Tôn chỉ im lặng. Nhưng do quy lực của Ngài, trong đại hội có một vị đồng tử Lê Sa Tỳ, tên ai cũng thích nhìn, nói với Bà La Môn Kiều Trần Như rằng: Thưa Đại Bà La Môn, ông muốn xin Đức Thế Tôn điều ước nguyện gì, tôi có thể thỏa mãn cho ông. Bà La Môn Kiều Trần Như nói: Đồng tử, tôi muốn hiến cúng Đức Thế Tôn tối thượng, nên cầu xin Ngài cho tôi một chút xá lợi chỉ bằng hạt cải. Tại sao tôi cầu xin như vậy? Vì tôi từng nghe nói, nếu thiện nam hay thiện nữ nào được xá lợi của Đức Thế Tôn chỉ bằng hạt cải thôi, để tôn kính hiến cúng, thì sẽ sinh lên tầng trời đao lợi mà làm đế thích. Nghe như vậy, đồng tử Lê Sa Tỳ nói với Bà La Môn: Nếu ông muốn sinh lên đao lợi, hưởng thụ quả báo hơn người, thì hãy dốc lòng mà nghe kinh Ánh Sáng Hoàng Kim. Kinh này hơn hết các kinh khác, khó lý giải, khó hội nhập, thanh văn độc giác, không thể hiểu nổi. Kinh này sinh ra vô biên quả báo phước đức, cho đến hoàn thành tuệ giác vô thượng. Tôi này chỉ nói cho ông gián tác như vậy. Bà La Môn nói: Lành thay đồng tử, nhưng kinh Ánh Sáng Hoàng Kim cực sâu, tối thượng, khó lý giải, khó hội nhập, thanh văn độc giác, không thể hiểu nổi, huống chi chúng tôi. Những kẻ biên giả trí huệ kém cỏi làm sao hiểu được. Do vậy, hôm nay tôi chỉ cầu xin xá lợi của Đức Thế Tôn bằng hạt cải thôi, để đem về bản xứ tôn trí vào trong hộp ngọc, tôn kính hiến cúng, thì bạn chung rồi được làm đế thích, thường hưởng yên vui. Tại sao đồng tử không thể từ đấng đủ sự sáng cầu xin cho tôi một điều ước nguyện như vậy? Bà La Môn nói rồi, đồng tử Lê Xà Tỳ liền nói cho ông nghe những lời chỉnh cú sau đây. Dòng nước chảy xiết của sông Hằng Hà có thể mọc lên qua sen bạch điên, loài chim màu vàng có thể thành trắng, hay chim màu đen có thể thành đỏ. Hoặc cây thiệm bộ sinh trái đa la, cây khác thụ la sinh trái im la. Sự vật hiếm có thể chuyển biến, xá lợi Thế Tôn cũng không thể có. Giả sử lông rùa dệt thành áo đẹp, áo đó có thể mặc vào mùa lạnh thì mới tìm được xá lợi Thế Tôn. Giả sử chân mũi đỡ được lầu đài vô cùng kiên cố, không thể lay động, thì mới tìm được xá lợi Thế Tôn. Giả sử miệng đĩa mọc lên răng trắng, đã dài lại lớn, sắc như mũi nhọn, thì mới tìm được xá lợi Thế Tôn. Giả sử sừng thỏ làm thành cái thang, và leo thang ấy lên đến cung trời, thì mới tìm được xá lợi Thế Tôn. Chuột leo thang ấy lên đấng Tu La, che khuất mặt trăng, ở trong không gian, thì mới tìm được xá lợi Thế Tôn. Rồi uống rượu say, bay khắp làng xóm, dựng lên bao nhiêu là những nhà cửa, thì mới tìm được xá lợi Thế Tôn. Giả sử mõm lừa đỏ lên in như trái cây tần bà, lại khéo ca vũ, thì mới tìm được xá lợi Thế Tôn. Quạ với cú mèo đứng được một chỗ, và cả hai bên thuận tùng với nhau, thì mới tìm được xá lợi Thế Tôn. Nếu lá ba la thành được tàn lộng, có thể che được cơn mưa to lớn, thì mới tìm được xá lợi Thế Tôn. Giả sử thuyền lớn chở đầy vàng ngọc mà lại lướt đi trên mặt đất liền, thì mới tìm được xá lợi Thế Tôn. Và nếu chim ri mỏ ngầm hương sơn, tùy theo ý muốn bay đâu cũng được, thì mới tìm được xá lợi Thế Tôn. Bà La Môn Pháp Sư Thọ Ký nghe những lời chỉnh cú ấy, thì cũng đem chỉnh cú mà đáp lại đồng tử ai cũng thích nhìn. Lành thay đồng tử, bậc đại cát tường khéo léo sử dụng tuệ giác phương tiện, nên được Thế Tôn thọ vô lượng ký. Quy đức Thế Tôn cực kỳ vĩ đại, đầy cái năng lực cứu hộ thế giới. Ông hãy nghe tôi tuần từ nói đến. Lĩnh vực Thế Tôn rất khó nghĩ thấu, toàn thể thế giới
không ai đồng đẳng. Pháp thân của Ngài, thể tánh thường trú, tu hành cũng không làm cho sai biệt. Chứ vì Thế Tôn, thể tánh đồng nhất, pháp các Ngài nói cũng là như vậy. Nên chư Thế Tôn vốn phi tạo tác, lại nữa cũng là vốn phi sinh khởi. Thân thể kim cương của chư Thế Tôn quyền biến thị hiện, thân thể ứng hóa. Thế nên xá lợi của chư Thế Tôn cũng vốn không có bằng một hạt cải. Thân chư Thế Tôn không phải máu thịt, làm sao mà có linh cốt xá lợi? Thế nhưng phương tiện lưu lại linh cốt là để lợi ích bao loại chúng sinh. Pháp thân là Phật, pháp giới cũng Phật, pháp thân mới thật là thân của Phật. Pháp của Phật nói là pháp giới ấy. Trong đại hội có 32.000 thiên tử. Nghe nói như vậy, về thọ mạng bất diệt của Đức Thế Tôn, ai cũng phát tâm vô thượng bồ đề, hoan hỷ phấn chấn, cảm được sự thể chưa bao giờ có, nên khát miệng mà đọc tiếng nói mấy lời chỉnh cú sau đây. Phật không nhập diệt, pháp cũng bất diệt, chỉ vì ích lợi cho bao chúng sinh nên Phật thị hiện có sự diệt tận. Phật thì đích thị bất khả tư nghị, thân màu của Phật không hề biến đổi, nhưng vì ích lợi cho bao chúng sinh mà Phật thị hiện mọi sự trang nghiêm. Bây giờ Bồ Tát Diệu Tràng đích thân đối trước Đức Thế Tôn, trước bốn Đức Thế Tôn, trước hai vị đại dân và bao nhiêu thiên tử. Nghe nói thọ lượng của Đức Thế Tôn thì lại từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay cung kính mà thưa với Ngài rằng: bạch Đức Thế Tôn, nếu thật chư vị Thế Tôn không nhập niết bàn, không có xá lợi, thì tại sao trong các kinh trước đây nói Ngài có niết bàn và có xá lợi để cho nhân loại và chư thiên tôn kính hiến cúng? Chư vị Thế Tôn đã quá khứ rồi, hiện có linh cốt phân bố trong đời, người trời hiến cúng phước được vô hạn, vậy mà ngày nay lại nói không có, gây ra hoài nghi. Con thỉnh cầu Đức Thế Tôn thương mà giải thích phong phú cho chúng con. Và lúc ấy Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Diệu Tràng và cả đại hội rằng: các người phải nhận thức, nói có niết bàn và có xá lợi đã nói theo ý nghĩa bí mật. Ý nghĩa như vậy, hãy chuyên nhất tâm trí mà nghe. Thiện nam tử, Bồ Tát đại sĩ nên biết như vậy. Có 10 sự thể có thể lý giải ý nghĩa chân thật của Như Lai nói có niết bàn vĩ đại và cứu cánh. Thế nào là 10? Một là chư Như Lai cứu cánh diệt hết phiền não chướng và sở tri chướng, nên nói là niết bàn. Hai là chư Như Lai khéo léo thấu triệt nhân vô tánh và pháp vô tánh, nên nói là niết bàn. Ba là chư Như Lai có thể chuyển tân y và pháp y, nên nói là niết bàn. Bốn là chư Như Lai đối với chúng sinh một cách tự nhiên tạm ngừng quá độ, khi cơ duyên quá độ đã hết, nên nói là niết bàn. Năm là chư Như Lai chứng được pháp thân không có sai biệt, nên nói là niết bàn. Sáu là chư Như Lai thấu triệt cái tánh bất nhị của sinh tử với niết bàn, nên nói là niết bàn. Bảy là chư Như Lai thấu triệt căn bản của các pháp, thực hiện thân tịnh, nên nói là niết bàn. Tám là chư Như Lai khéo léo tu hành sự bất sinh bất diệt của các pháp, nên nói là niết bàn. Chín là chư Như Lai chứng được chánh trí đối với chân như, nên nói là niết bàn. Mười là chư Như Lai chứng được sự không sai biệt của tánh các pháp và tánh niết bàn, nên nói là niết bàn. Như thế đó là 10 sự thể nói có niết bàn. Thiện nam tử, Bồ Tát đại sĩ nên biết như vậy. Có 10 sự thể nữa có thể lý giải ý nghĩa chân thật của Như Lai nói có niết bàn vĩ đại và cứu cánh. Thế nào là 10? Một là mọi thứ phiền não lấy ưa muốn làm gốc, từ ưa muốn mà sinh, chư Như Lai dứt ưa muốn nên nói là niết bàn. Hai là chư Như Lai dứt hết ưa muốn, không thủ đắc một pháp nào cả, vì không thủ đắc mà không đi không đến, nên nói là niết bàn. Ba là vì không đi đến không thủ đắc, thế là pháp thân bất sinh diệt, bất sinh diệt nên nói là niết bàn. Bốn là sự bất sinh diệt thì không phải ngôn ngữ nói thấu, ngôn ngữ loại bỏ nên nói là niết bàn. Năm là không có bản ngã và sinh thể, tư duy sự sinh diệt của các pháp mà được chuyển y, nên nói là niết bàn. Sáu là phiền não là khách, pháp tánh là chủ, không đến không đi, chư Như Lai thấu triệt như vậy nên nói là niết bàn. Bảy là chân như là thật, ngoài ra là giả, chân như là Như Lai nên nói là niết bàn. Tám là thực tế thì không hí luận, chỉ có Như Lai chứng pháp thực tế, vĩnh diệt hí luận nên nói là niết bàn.
chính là vô sinh thì thật, sinh thì dối. Người ngu chìm đắm sinh tử, còn thật thể Như Lai thì không giả dối, nên nói là niết bàn. 10 là cái pháp không thật thì do duyên sinh, cái pháp chân thật thì phi duyên sinh, mà pháp thân Như Lai là chân thật nên nói là niết bàn. Như thế đó là 10 sự thể nói có niết bàn. Thì nam tử, Bồ Tát đại sĩ nên biết như vậy. Có 10 sự thể nữa có thể lý giải ý nghĩa chân thật của Như Lai nói có niết bàn vĩ đại cứu cánh. Thế nào là 10? 1 là Như Lai khéo biết bố thí, và quả báo của bố thí là không bản ngã và sở hữu của bản ngã. Đối với bố thí và quả báo của bố thí, sự phân biệt không chính xác vĩnh viễn loại trừ, nên nói là niết bàn. 2 là Như Lai khéo biết trì giới, và quả báo của trì giới là không bản ngã và sở hữu của bản ngã. Đối với trì giới và quả báo của trì giới, sự phân biệt không chính xác vĩnh viễn loại trừ, nên nói là niết bàn. 3 là Như Lai khéo biết nhẫn nhục và quả báo của nhẫn nhục là không bản ngã và sở hữu của bản ngã. Đối với nhẫn nhục và quả báo của nhẫn nhục, sự phân biệt không chính xác vĩnh viễn loại trừ, nên nói là niết bàn. 4 là Như Lai khéo biết tinh tiến và quả báo của tinh tiến là không bản ngã và sở hữu của bản ngã. Đối với tinh tiến và quả báo của tinh tiến, sự phân biệt không chính xác vĩnh viễn loại trừ, nên nói là niết bàn. 5 là Như Lai khéo biết thiền định và quả báo của thiền định là không bản ngã và sở hữu của bản ngã. Đối với thiền định và quả báo của thiền định, sự phân biệt không chính xác vĩnh viễn loại trừ, nên nói là niết bàn. 6 là Như Lai khéo biết trí tuệ và quả báo của trí tuệ là không bản ngã và sở hữu của bản ngã. Đối với trí tuệ và quả báo của trí tuệ, sự phân biệt không chính xác vĩnh viễn loại trừ, nên nói là niết bàn. 7 là Như Lai khéo biết chúng sinh phi chúng sinh, các pháp phi các pháp, sự phân biệt không chính xác vĩnh viễn loại trừ, nên nói là niết bàn. 8 là thương mình thì đeo đuổi, theo đuổi thì đau khổ. Như Lai dứt thương mình, hết theo đuổi nên nói là niết bàn. 9 là các pháp hữu di thì toàn có số lượng, pháp tánh vô di thì số lượng loại hết. Như Lai trời hữu di, chứng vô di, không số lượng, nên nói là niết bàn. 10 là Như Lai thấu triệt chúng sinh và các pháp toàn không, không tánh là pháp thân chân thật, nên nói là niết bàn. Như thế đó là 10 sự thể nói có niết bàn. Lại nữa thiền nam tử, đâu phải chỉ có cái việc không nhập niết bàn của Như Lai là hiếm có, mà còn có 10 sự hiếm có nữa là việc Như Lai làm. Thế là 10. 1 sinh tử thì tội lỗi, niết bàn thì vắng lặng. Thế nhưng Như Lai chứng được sự bình đẳng của sinh tử với niết bàn, nên không ở sinh tử, không ở niết bàn, không chán bỏ phản bội chúng sinh. Đó là việc Như Lai làm. 2 đối với chúng sinh, Như Lai không nghĩ họ là ngu phu đi theo quan niệm thác loạn, bị phiền não ép buộc, Như Lai phải khai thị cho họ siêu thoát. Thế nhưng do sức mạnh của từ bi quá khứ, nên đối với chúng sinh vẫn tùy trình độ, ý thức và nhận định của họ mà tự nhiên cứu độ, chỉ thị và huấn dụ cho họ lợi ích và quan hỷ, mà không phân biệt gì hết, cùng tận thì gian, không có kết thúc. Đó là việc Như Lai làm. 3 Như Lai không nghĩ Như Lai phu diễn 12 thành phần của giáo pháp, lợi ích chúng sinh, thế nhưng do sức mạnh từ bi quá khứ vẫn tuyên thuyết phong phú cho chúng sinh, cho đến cùng tận thì gian, không có kết thúc. Đó là việc Như Lai làm. 4 Như Lai không nghĩ đi đến thị thành thôn quê, những nơi dân cư, vào nhà vua chúa đại thần, bốn giai cấp xã hội mà khất thực, nhưng do sức mạnh quân tập của thân miệng ý quá khứ mà tự nhiên đi đến, vì lợi ích cho họ mà khất thực. Đó là việc Như Lai làm. 5 Như Lai thì thân không đói khát, cũng không đại tiểu, nên tuy khất thực mà không thọ thực, nhưng vì tự nhiên ích lợi chúng sinh nên hiện có ăn uống. Đó là việc Như Lai làm. 6 Như Lai không nghĩ chúng sinh có cao vừa thấp, tùy trình độ của họ mà thuyết pháp cho, nhưng Như Lai không phân biệt mà vẫn tự nhiên tùy trình độ chúng sinh, khéo ứng theo cơ duyên mà thuyết pháp cho họ. Đó là việc Như Lai làm. 7 Như Lai không nghĩ có người không tôn kính Như Lai, thường phát ngôn phỉ báng. Như Lai không thể đối thoại có người tôn kính Như Lai, thường phát ngôn ca tụng. Như Lai có thể đối thoại, thế nhưng Như Lai thường có tâm từ bi, bình đẳng bất nhị. Đó là việc Như Lai làm.
8. Như Lai không có thương ghét, kiêu ngạo, tham tiếc và mọi thứ phiền não đồng đẳng như vậy, mà Như Lai thường thích vắng lặng, khen thiểu dục, tách rời nguyên não, đó là việc Như Lai làm. 9. Như Lai không có một pháp nào không biết và không khéo thông suốt. Đối với toàn bộ các pháp thì cảnh trí như ở trước mắt và không có phân biệt. Thế nhưng Như Lai vẫn thấy công việc của chúng sinh, tùy ý họ mà phương tiện dẫn dụ cho họ siêu thoát, đó là việc Như Lai làm. 10. Như Lai thấy ai giàu thịnh thì không mừng, thấy họ suy bại cũng không lo, nhưng thấy họ làm theo chánh hạnh thì vô ngại đại bi tự nhiên gia hộ, thấy họ làm theo tà hạnh thì vô ngại đại bi tự nhiên cứu hộ, đó là việc của Như Lai làm. Thiện nam tử nên biết Như Lai nói có vô lượng diệu hạnh như vậy, và đó là sắc thái thật của Niết Bàn. Còn có khi các người thấy Như Lai nhập Niết Bàn thì đó là phương tiện thích nghi, các người lại thấy lưu lại xá lợi thì đó là để cho chúng sinh tôn kính hiến cúng. Những việc như vậy toàn là do sức mạnh từ bi của Như Lai. Để ai hiến cúng xá lợi thì vị Lai xa rời tám nạn, gặp được chư vị Như Lai, gặp được các bậc thiền tri thức, thiện tâm liên tục chứ không mất, phước báo vô cùng, mau được siêu thoát, không bị sinh tử trói buộc. Diệu hạnh như vậy các người nên nỗ lực mà làm, đừng có phóng dật. Bồ Tát Diệu Tràng nghe Đức Thế Tôn đích thân nói đến sự không nhập Niết Bàn và những diệu hạnh cực sâu thì chắp tay cung kính mà thưa: Bạch Đức Thế Tôn, ngày nay cô mới biết bậc thầy cao cả không nhập Niết Bàn và lưu lại xá lợi, nhưng vì lợi ích một cách rộng lớn cho chúng sinh mà thể hiện Niết Bàn và lưu lại xá lợi. Cả cơ thể và tâm trí đều phấn chấn, vui đẹp. Bồ Tát Diệu Tràng than rằng thật là sự thể chưa bao giờ có. Khi phẩm thọ lượng Thế Tôn được tuyên thuyết hoàn tất thì vô số chúng sinh phát tâm vô thượng Bồ Đề và bốn Đức Thế Tôn đều ẩn mất. Bồ Tát Diệu Tràng đảnh lễ ngang chân Đức Thế Tôn rồi đứng dậy trở về chỗ cũ. Nam mô A
Love.